Xin chào các bạn, mình là Gia đến từ xưởng in Minh Hà đây. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài mẫu để gắn vào cái sofa hàng Decor các bạn nhé. Trên tay mình đó chính là chiếc mác của thương hiệu Lumen Decor tại Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Thì đây là chiếc mác có kích thước là 5x8cm. Và các bạn lưu ý đây, các bạn có thể thấy rằng là cái phần đường may, thông thường thì với cái mác mà gắn vào cái sofa chúng ta thường kẹp giữa như thế này. Chúng ta sẽ may theo kiểu gập đôi như mình đã gập như thế này và gắn vào cái sofa. Nên các bạn nhớ để cái đường may của nó dài một chút. Đường may của tem mác gắn vào cái sofa nó sẽ dài hơn so với cả quần áo, tại vì cái đường may của chúng ta sẽ sâu. Và mác này đã được gập đôi sẵn các bạn nhé. Còn đây là chiếc mác được may vào ghế đây các bạn ạ. Trên mác đó chính là tên thương hiệu này, website và số điện thoại. Chiếc mác này thì được bên mình làm cho các bạn khách hàng người Lào các bạn nhé. Đây các bạn có thể thấy chữ đây ạ. Chiếc mác này có kích thước là 4x5cm và cũng được gập đôi. Còn đây là một chiếc mác to hơn của họ, cũng dùng để gắn vào ghế sofa các bạn nhé, và các đồ nội thất. Các bạn có thể thấy là chất liệu về của bên mình rất là ok, chịu sắc nét, và mác sẽ được bên mình cắt gập sẵn theo yêu cầu. Đây mặt sau của nó đây các bạn này. Với mác càng nhiều màu chữ thì chúng ta, các bạn có thể thấy cái chiếc mác này có 3 màu là màu nền xanh, mình xin lỗi, màu nền trắng, chữ đen và logo màu xanh. Thì các bạn sẽ nhìn thấy mặt sau cái phần màu xanh này, nó chính là cái phần logo hình tròn đấy các bạn. Các bạn đã thấy không ạ? Ngoài in tem mác gắn vào ghế sofa đồ nội thất thì xưởng in Minh Hà còn in tem mác gắn quần áo các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đây là sản phẩm bên mình đã gắn vào ghế sofa các bạn nhé, rất là chắc chắn và đẹp. Xin chào.